úp mặt vào tường. Úp mặt vào tường nó đi. Nhanh. Nhanh chưa? Đừng bỏ tay nha. Bố nói úp mặt vào tường mà đứng cái này thì chắc phải đánh rồi. Nào, úp mặt vào tường chưa? Đếm từ 1 đến 3 không úp mặt vào tường là đánh nha. Đánh 10 roi nha. 1 1 2 2 3 3 bảo úp mặt vào tường mà chưa úp được đánh này. Bây giờ đánh thật. Giờ này đánh đau này. Bài đi dịch ra không đi ra để bố tiện tay bố đánh này. Các gọn ra. 1 2 Rồi, cái tay phải đánh nó mới đau. 3 Úp vào nhanh. Úp nhanh chưa? Úp vào. Chưa đánh mà coi như là không nghe lời thì phải đánh thôi. Không muốn đánh mà không nghe lời phải đánh thôi. Bố nói thì nằm xuống. Này chúng ta đánh mày 50 giò. Nằm. Nằm ra đây. Nằm ra đây. Nằm ra đây. Nằm ra đây. Nằm nhanh. Giờ cái tội mực làm em đau đánh bao nhiêu rồi? Đấy, nó khóc vào tay nó vẫn còn nghịch kìa. Đấy, cái chân nó vẫn còn nghịch kìa. Đấy, miệng nó ngoác kìa. À, chân nó đạp kìa. Ừ. Nó dở hở cái răng sún nó ra kìa. Đấy. Đấy, nó bập với mồm miệng nó rồi. Đấy, nó vẫn nghịch cái tay đó. Rồi, bố quay xong cái này để gửi bà ngoại ra bố sẽ đánh đó. Cho nó biết thế nào là nó nì nọ. Không nghe lời bố. Ừ. 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 Ừ